Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện, thì hôm nay mình đã nói với các bạn đó mình sẽ mời chuyên gia đầu ngành của mình đó là anh Nguyễn Hữu Thọ, là một người anh của mình mà lúc trước mình đi học mình có ở trọ nhà của anh Nguyễn Hữu Thọ. Anh là chuyên gia về phần cơ, nhưng ngày hôm nay anh mở một cái trung tâm kiểm định EMI ở tại Sài Gòn. Thì anh Thọ hôm nay có đi lắp đặt một cái tủ ATS mà tôi đi theo lên tới ở tại khu nghiệp Nam Tân Nguyên để quay cái hình ảnh tủ ATS công nghiệp như thế nào. Thì xin mời anh Thọ giới thiệu về cái tủ ATS này như thế nào. Xin chào các bạn, hôm nay là như kỹ sư Luyện đã giới thiệu, hôm nay mình đi lắp một cái tủ ATS. Đây là một cái tủ ATS chuẩn, rất chuẩn. Đây là giới thiệu bạn cái này bên ngoài, bên này là bố trí bên ngoài cái tủ ATS nha. Bên ngoài cái tủ ATS nó sẽ, cái này là cái tủ ATS 4 pha 250 A. Đó, thì trên bên ngoài tủ nó còn có main incoming, tức là điện lưới và máy phát. Và cái này là để báo điện áp. Cái tủ này là 250 A phải không Thọ? À, 250 A. Dạ. Anh Thọ ơi, cái này là cái hệ thống mà về đo lường. Còn cái này mà anh muốn để giới thiệu cho các bạn sinh viên biết á, mình thấy cái đóng này là cái gì ha? Mấy cái này là những cái cầu chì. Cầu chì để bảo vệ những cái hệ thống này. Cái này là cầu chì sứ thôi. Này là nó mình nhìn trông tựa giống như một cái MCB, MCB. Nhưng cái này là cầu chì. Bao nhiêu ampere anh, thường thường là bao nhiêu anh ha? Thì cái này là cái cầu chì này á, là cái này là cái ổ cầu chì. Rồi. Còn cái cầu chì này là cái xe cầu chì. Cái xe này cái cầu chì này có là 38 x 10. Dạ. Cái này là cầu chì này là 38 x 10. Nhưng mà cái chỉ số của nó thì tùy theo cầu chì. Dạ. Cái này nó có thể là từ 0.2 tới 10 ampere, tùy theo mình chọn cái ổ cái cầu chì này. Dạ rồi. Còn cái ổ này á, cái size ổ cầu chì này gọi là 38 x 10, có nghĩa là nó dài 38 và nó 10 ly. Dạ. Là bao? Dạ, cái bộ ATS này thì thật sự ra đó, kể cả em cũng đã gặp nhưng mà rất là lâu rồi khi con làm YouTube đó. Thì anh giới thiệu khái quát thực, em thấy cái này nó ghê quá thực. Cái cụm này nó như thế nào à? Dạ. Cái này là cái cục này là cục gì anh? Cái này là cái bộ một cái cụm ATS chuyên dùng. ATS chuyên dùng. Cái này nó chỉ chuyên cho ATS thôi. Có những cái ATS thì họ dùng conductor hay họ dùng ICB gì đó. Dạ. Đó thì cái đó dùng cũng được. Nhưng mà cái này là cái chuyên về ATS. Cái là cái này cái ATS đó, nó có gồm có nó tới 4 cực. Dạ. Có nghĩa là nó tên là pha trung tính đúng không ạ? Đúng rồi. Thì có là nó sẽ chuyển qua chuyển nó ngắt chuyển luôn cái phần trung tính. Dạ. Em thấy ở trên này nó có cái hiểu anh, ở cái mức này là ở cái mức không á, nó có số 1. Cái gạch 2 gạch với 1 gạch ở giữa này là ý nghĩa là gì vậy anh? Thì cái này á thì nó trong cái ATS này nó có hai cái bộ tiếp điểm. Dạ. Một tiếp điểm số 1 và tiếp điểm số 2. Trên một bộ tiếp điểm như vậy nè, nó có 4 cực. Dạ. Đó, coi như là phía bên ngoài là này là cực số 1. Bộ số 1 là 4 cực. Dạ. 4 cực này là khi mà nó đóng là sẽ nối cái này lên dưới. Điện có nghĩa là phụ tải mình sẽ đấu chung với này. Ở dưới này hình như là nó được lắp chung hai cặp lại với nhau đúng không anh? Thì khi vào dưới thì nó sẽ nối chung nhau. Dạ. Thì đúng ra cái bộ này nó tới 16 cực lận. Dạ. Nó gồm có 44 là 8. 44 là 8, đúng rồi, là nó là 16. Dạ. Nhưng mà ở dưới mình sẽ do phụ tải ra mình nối chung nhau. Đúng rồi. Thì ở trên này thì là nó phần bộ 1 và bộ 2, có nghĩa là một xài một trong hai. Ở đây mình xài cái này là điện lưới. Bộ số 2 là điện lưới, bộ số 1 là máy phát. Rồi. Và khi mà mình chuyển qua là nó sẽ nối xuống ăn thông xuống bên dưới. Dạ. Là bộ 1 hay là bộ 2. Dạ rồi. Đúng không? Nó giống như cái cầu giao đảo mình thôi đúng không? Đảo mình thôi. Bây giờ cho em hỏi cái này nó gù ghề, cái này là cái gì mà kêu cái gì ha? Cái này là cái bộ truyền động để mà đóng cắt để chuyển động nó. Dạ. Để chuyển động nó chuyển từ 1 qua 2. Và nhưng mà cái này nó đặc biệt cái là nó có là nằm một cái mức không. Mức không có nghĩa là cảm thấy ốp không có cái... tất cả đều cắt. Tất cả không liên quan đến nào hết đúng không? Đúng rồi, nó khác những cái bộ khác. Bộ khác. Dạ. Tức là nó để mức không là nó không có tác động gì hết. Dạ, em thấy cái núm chỉnh này là cái gì anh? Cái này là cái bộ này á là trong trạng thái ô tô á nó sẽ đóng cắt bằng motor drive đúng không? Có nghĩa là đóng cắt bằng cái phần motor nằm trên này. Để nó đóng được cái tiếp điểm này. Cái này motor này nó sẽ quay qua một cái bộ truyền động. Đây này nhớ lên.
đấy. Này cái phần motor, cái là cái nguồn cho motor, cái nguồn cho motor. Đó là cái này là cái bộ truyền động đây. Đó, motor này nó qua bộ truyền động và nó tác động vô cái bộ này. Cái điểm. Còn thì cái này á, trên cái này nó có switch. Đây là nếu mà để chế độ auto để cho tao chuyển. Là sử dụng bằng motor. Dạ. Motor lúc là điều khiển bằng tự động. Dạ rồi. Cứ mà mình khởi động bằng tay thì chuyển qua đây. Chuyển qua đây. Thì nó sẽ cách ly cái motor ra. Dạ. Cách ly motor ra. Thì cái bộ này á là nó có một cái cần khởi động. Nó khác những cái khác là nó có một cái cần khởi động khi mà mất điện mình có thể chuyển bằng tay được. Có nghĩa là mình dùng cái khóa liên động này hả? Giống như cái khóa này, liên động ta. Không, cái này không phải khóa liên động. Cái này là cái cần chuyển động bằng tay. Anh đóng này hiện giờ là cái này nó đang là chế độ không. Chế độ là, không có nghĩa là không có trạng thái, không có điện lưới trạng thái không? Cũng không mấy phát, cũng rồi đó mình sử dụng cái cần mình sẽ chọn là chuyển vào một hay là hoặc là hai. Dạ. Đây là mình chuyển đây nè. Mình sẽ chuyển dùng là chuyển động là nó nóng đó, là cái này nó đang nóng hai. Dạ. Nó đang đóng bộ tiếp điểm thứ hai là bộ này có điện đúng không? Bộ này đóng xuống phụ tải. Đúng rồi, đóng xuống phụ tải bên dưới. Dạ. Đóng phụ tải bên dưới đó. Còn ngược lại nếu mình để trạng thái không là nó cắt. Đó, này là không điện, có nghĩa là này là số 0. Đó dạ. Là xong là off. Có nghĩa là cho dù điện lưới ở đây cũng có điện đi nữa cũng không có là phụ tải. Điện lưới điện phụ điện nguồn mà dự phòng cũng không có thể nào xuống tải lại được. Đúng rồi. Ở trạng thái này, ở trạng thái cắm này. Trạng thái cắt. Cắt là trạng thái off. Off. Không, để mình quay này đó. Dạ, trạng thái off đúng không nào? Trạng thái là trạng không là off. Rồi. Bây giờ mình đóng qua trạng thái 1 thôi anh ha. Trạng thái 1 đây nè. Trạng thái 1 là cái này bên bộ số 1, bộ tiếp điểm 1 sẽ đóng dưới. Dạ. Thường như vậy thì anh thấy là cái này là cái bộ tiếp điểm này nó dùng để cho nguồn lưới máy phát không anh? Tùy theo cái cơ cấu mình lắp đặt. Dạ. Ví dụ có thể dùng cái này là số 1 là điện lưới, số 2 là máy phát, hoặc là số 2 là điện lưới, số 1 là máy phát. Cái nào cũng được. Còn cục này, cái cục vuông vuông này là cái gì vậy anh ạ? Cái này là một cái bộ biến dòng, cái CT. CT. Current transformer. Current transformer. Bộ này là dùng để đo cái có chức năng để đo dòng ở ngoài có bật cái tổng cái đúng không anh? Cái này nó giống như ba thay vì mình xài ba cái bộ CT. Nhưng mà cái này nó là làm gọn hơn là cái này. CT 3 pha. CT là ba cái CT nằm trong một cái. Này này nó có ba lỗ rồi phải không? Ba lỗ đây nè. 2 3. Nó gọn quá anh ha. Thì nó chế tạo làm để cho nó gọn hơn. Thực ra công dụng nó là ba cái CT thôi. Dạ thưa anh, cho em hỏi thêm một cái để mời các bạn sinh viên nắm rõ hơn đó. Thì cái này nó tác động bằng tay, thì nó bằng manual và auto. Thì nó còn một cái bộ điều khiển theo những cái bộ bo khác đó. Thì nó sẽ có bộ điều khiển ATS đó. Cái bộ bo đó. Thì hiện giờ ở đây là cái hãng Sukomet nè. Thì cái nguyên lý của bộ này nó điều khiển như thế nào anh? Nó có thể tác động bằng máy phát để đề máy phát được không? Thay những cái ATS đó. Lúc trước tôi thường làm á, thì dùng một cái bo mạch. Đúng. một cái mạch để mà điều khiển ATS, gồm có thời gian đóng cắt, thời gian đóng về đang cắt và thời gian chuyển nguồn. Thì đây trong cái hãng Socomet họ có luôn cái bộ điều khiển Socomet luôn. Dạ. Là đi theo ATS. Theo cái bộ này là giống như motor drive đây, mình kêu gọi là tạm thời là cái bộ motor drive, bộ chuyển đổi đây ha. Là này là đi theo cái này luôn. Dạ. Nhưng mà họ bán rời thì mình cái này, ví dụ riêng cái này mình muốn xài cái bo mạch cũng được, mà muốn xài cái bộ điều khiển cũng được. Không, em thấy cái bộ này nó gọn hơn anh ơi. Cái này nó hiển thị bằng màn hình LED nữa nè. Đó, thì cái này là nó sẽ đề được máy phát không anh? Đúng rồi, cái này thì nó được cài đặt một cái chương trình. Cái thời gian cắt là thời gian cắt mình tùy theo cái mình mong muốn là nó, ví dụ như là điện lưới nó mất trong bao nhiêu giây nó tác động hay là sau khi mà điện lưới có thì bao nhiêu giây tác động đúng không anh ạ? Đúng rồi. Rồi như vậy các bạn nhìn là anh Nguyễn Hữu Thọ ha. Rồi bây giờ đang nói tiếp thì cái này á thì nó cuối cùng á thì mình nó là chỉ lập trình cái chương trình để của nó thôi, và nó sẽ đưa ra một cái tiếp điểm đây. Tiếp điểm này gì? Tiếp điểm này sẽ dẫn về máy phát. Dạ. Để
Một khởi động á, khởi động gọi là cắt máy phát. Dạ, cái này mình xét bằng tay được, thay đổi chương trình bằng tay được đúng không anh? Thay đổi chương trình được. À, nó hay ra hơn. Còn cái phần lập trình kia là buộc mình phải thay đổi bằng chương trình rồi. Còn cái này mình xét bằng tay. Cái này mình xét bằng tay. Nó ưu việt hơn là mình xét bằng tay tại chỗ. Đúng rồi. Mình chọn thời gian rồi trên này luôn. Thì dạ, cái này khi mà để mà phần 2 á, khi mà lắp vô. À, mình test cái hệ thống đúng không? Tôi sẽ test cho các bạn xem nữa. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng tôi sẽ ngưng video chỗ đây và chúng tôi sẽ quay thông điệp đó là chúng ta định vị những cái lỗ này để lắp cái tủ này. Sau đó sẽ có cách để mà thi công làm sao đi trưng kim, rồi cái nguồn máy phát ra đó thì tôi sẽ tiếp tục quay khoảng 2-3 phần để các bạn sẽ thấy được là quy trình để lắp ADS như thế nào. Xin chào các bạn. Rồi.